tử vi thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo nói thấy thứ sáu này, Bạch Dương lên kế hoạch cho tuần mới. Kỳ vọng rất cao, tinh thần chiến binh của bạn sẽ phát huy và sự tận tâm có thể khiến những nguyện vọng bị trì hoãn từ lâu có thể đạt được. Chiêm tinh nói những điều tốt đẹp hơn sắp xuất hiện ở phía chân trời. Ngày này có thể chứng tỏ là một ngày có nhiều sự thay đổi trong chuyện tình cảm của cưu. Hôm nay thể lực của bạn hơi kém nên bạn không thể chạy bộ quá lâu hoặc tập thể dục quá nặng nhé. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 28 tháng 6 năm 2024 là 21 và 33. 2. Cung Kim Ngưu Tử Vi 28 tháng 6 năm 2024 dự báo rằng Kim Ngưu tự tạo động lực cho bản thân. Bạn có thể cảm thấy bối rối vào đầu ngày mới do khối lượng công việc quá nhiều, nhưng vào nửa cuối ngày, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và sẽ kiểm soát được tình hình. Hôm nay là ngày để chòm sao này bày tỏ cảm xúc một cách rõ ràng và cởi mở với người mà bản thân bị thu hút. Tròm sau này nên hạn chế ăn những đồ cay nóng, kẻo bị nhiệt miệng. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 28 tháng 6 năm 2024 là 18 và 98. 3. Cung Song Tử song tử có những phán đoán sai lệch, bạn trở nên ngốc nghếch hơn giữ lấy những cảm xúc tích cực và buông bỏ những cảm xúc tiêu cực sẽ giúp song nhi hoàn thành công việc một cách thuận lợi bên cạnh đó những mới thi xong thì nên đi ngủ sớm lấy sự tỉnh táo và vực lại tinh thần nhé trong sau này nhìn có vẻ vô tâm và thích đùa giỡn nhưng thực ra khi yêu thật lòng rồi thì vô cùng nặng tình nhiều người còn lục lọi lại kỷ niệm với người yêu cũ rồi tự làm mình buồn nhắc lại nhiều lần là những bạn mới thi xong thì nên ăn uống tẩm bổ ngủ nghỉ đàng hoàng vào. Con số may mắn của song tử ngày 28 tháng 6 năm 2024 là 23 và 45. Bốn, cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo cho thấy cự giải cho phép bản thân hòa mình vào thiên nhiên nếu bạn thận trọng lời ăn tiếng nói ngay từ đầu thì có khả năng bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối trong công việc những ai mới thi xong có vẻ như vẫn chưa chịu nghỉ ngơi còn cố chấp với kết quả của đề thi lắm nhỉ bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi có mặt người thân của mình ở trong nhà và có tiếng nói của những người thân yêu vang lên vào buổi sáng có những điều tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng khiến bạn hạnh phúc vô cùng tránh tiêu thụ nhiều đồ uống có đường. Nó khiến da bạn nổi mụn và thực sự không tốt cho sức khỏe. Con số may mắn của cự giải ngày 28 tháng 6 năm 2024 là 68 và 98. Nam, cung sư tử trong ngày thứ sáu này sư tử thuận lợi trong chuyện tiền bạc. Tại nơi làm việc, bạn có thể cảm thấy hơi căng thẳng. Điều này có thể là do bạn có một kế hoạch quan trọng vẫn chưa hoàn thành. Nếu cảm thấy khó nhằn quá thì nên thẳng thắn nhờ đồng nghiệp cứu trợ. Cố gắng học cách tận hưởng thời gian bạn ở một mình nhé hội độc thân. Yêu đương thì nhanh lắm chứ độc thân hơi bị vui đó nha hôm nay hãy đi bộ dài trong khi nghe nhạc hoặc podcast. Trong sau này có ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân, bạn không muốn người ta chế giễu về cơ thể của mình. Con số may mắn của sư tử ngày 28 tháng 6 năm 2024 là 11 và 23. 6. Cung xử nữ tử vi phương Tây cho thấy xử nữ hơi khó tính và dễ xảy ra mâu thuẫn với người khác trong ngày thứ sáu này. Chỉ ước mình mãi mãi là trẻ con. Càng lớn càng cảm thấy cuộc sống thật tranh vênh, mọi thứ đều giang dở. Bạn có một ngày vô định và không muốn công hiến cho công việc. Chiêm tinh nói rằng tình yêu giữa hai bạn sẽ phát triển và mối quan hệ của bạn sẽ bền chặt hơn. Nhưng ai có lịch trình du lịch cùng gia đình chắc hẳn đang háo hức lắm đây. Bạn nên hạn chế ăn đồ ăn ở hàng quán. Hãy về nhà tự nấu ăn cho bản thân để cải thiện sức khỏe. Con số may mắn của xử nữ ngày 28 tháng 6 năm 2024 là 20 và 54. 7 cung thiên bình thiên bình khá mủi lòng bạn đang tìm kiếm sự an toàn nuôi dưỡng và ấm áp nếu bạn quá mệt mỏi hoặc quá căng thẳng hãy xin phép xếp một ngày nghỉ thật tử tế bạn xứng đáng với sự nghỉ ngơi sau một thời gian dài cố gắng vừa qua ai buông tay ai cũng được nhưng sau tất cả người không quên được là kẻ thua cuộc đó bình nhi à những người đang nhận được sự tán tỉnh của người khác thì khoan vội đồng ý nhé. Hôm nay sức khỏe của bạn rất tốt. Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp một số vấn đề về thính giác hoặc thị lực, hãy đi khám bác sĩ ngay. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 28 tháng 6 năm 2024 là 45 và 66. 8. cung bọ cạp bọ cạp hơi cứng nhắc với cảm xúc của mình và không thích thể hiện cảm xúc thật trong ngày này đồng nghiệp khá thích nói chuyện và làm việc cùng bạn vì bạn là người có trách nhiệm và cực kỳ chu đáo những ai phải đi công tác xa trong ngày này sẽ gặp nhiều thuận lợi hôm nay bạn sẽ tràn ngập những cảm xúc tích cực và hạnh phúc nhưng không chịu lan tỏa đến những người xung quanh tinh thần của bạn dần xuống dốc nếu nửa kia trả lời tin nhắn muộn. Bạn rất khỏe mạnh, nhưng bạn cũng cần bắt đầu cải thiện sức khỏe tinh thần của mình. Con số may mắn của bọc cạp ngày 28 tháng 6 năm 2024 là 21 và 34. 9. Cung nhân mã nhân mã cảm giác tự do, thoải mái và vui sướng. Nếu bạn mắc nợ, thì hôm nay là lý tưởng nhất để trả ít nhất một phần trong số đó. Nhiều người nhận được lời khen từ cấp trên hoặc thành công trong việc thuyết phục khách hàng. Về mặt tình cảm, hôm nay bạn sẽ trải qua rất nhiều điều mới mẻ. Những ai đang thầm thương trộm nhớ một người nào đó thì không cần vất vả gây sự chú ý đâu vì vốn dĩ họ cũng đang để ý bạn rồi. Tình trạng sức khỏe tổng thể của bạn hôm nay ở trong tình trạng khá tốt. Con số may mắn của nhân mã ngày 28 tháng 6 năm 2024 là 80 và 99. 10. Cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 cung Hoàng đạo nói rằng Ma Kết hơi khó tính, có khuynh hướng thao túng người khác để đạt được mục tiêu của chính mình. Nếu bạn muốn làm việc hăng say và hăng hái hơn, hãy tự động viên bản thân bằng một loại đồ uống. Nhiều người hoàn thành công việc khá tốt nhờ tài lẻ và sự khôn khéo của bản thân. Một chuyến đi ngắn mà bạn đã lên kế hoạch với những người thân yêu của mình sẽ trở nên rất thú vị và phấn khởi. Bạn sẽ hiểu lầm ai đó khá thân thiết và phải chịu đựng những suy nghĩ chán nản về họ. Ai đi bơi thì nên khởi động cơ thể kỹ một chút để không bị chuột rút khi xuống nước nhé. Con số may mắn của ma kết ngày 28 tháng 6 năm 2024 là 45 và 66. 11. Cung Bảo Bình tử vi 12 chòm sao Tây phương chỉ ra rằng Bảo Bình hay tự ti và hơi thất vọng về bản thân do việc mình làm đang không được như mong muốn. Đồng nghiệp của bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn trong công việc ngày hôm nay. Kỹ năng giao tiếp của bạn chắc chắn sẽ thêm chút gia vị cho mối quan hệ của bạn với người mình yêu và bạn sẽ thích điều đó. Bạn chưa thực sự ăn uống ngủ nghỉ đúng cách và bạn bắt đầu cảm thấy hậu quả của việc đó. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 28 tháng 6 năm 2024 là 23 và 62. 12 cung song ngư tử vi ngày mới cho biết song ngư thông minh có tư duy hơi mộng mơ nhưng khá hợp lý và logic một cuộc đấu tranh trong công việc sẽ được giải quyết trong ngày hôm nay bạn cảm thấy mệt mỏi với việc đấu đá trong công ty nhưng vẫn phải gắng sống mạnh mẽ giữa mớ thị phi vì miếng cơm manh áo nếu tình cảm đủ lớn người ta sẽ tự thay đổi để hợp với bạn nên đừng suy nghĩ quá nhiều nhé thuận theo tự nhiên sẽ thấy vừa ý nếu yêu thì hãy chọn người thương mình chứ đừng chọn người mình thương. Khi sao thủy đi vào vùng năng lượng của bạn, hãy cố gắng đừng hoạt động quá nhiều vì bạn sẽ bị kiệt sức. Con số may mắn của Song Ngư ngày 28 tháng 6 năm 2024 là 29 và 68.